Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá, kênh cập nhật tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trong ngày. Và sau đây hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trong ngày hôm nay. Trong phần cập nhật tin tức bóng đá tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Bỏ qua Việt Nam, trợ lý tuyển UAE tuyên bố xanh dần về đội nhà ở vòng loại World Cup 2022. U17 Hoàng Anh Gia Lai làm mưa làm gió ở vòng loại U17 quốc gia. Hai trò cưng gặp vấn đề, thầy Park thêm phần lo âu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. U17 Hoàng Anh Gia Lai làm mưa làm gió ở vòng loại U17 quốc gia 2020. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh, U17 Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục chơi ấn tượng và giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở vòng loại U17 quốc gia 2020. Chiều ngày 18 tháng 7 diễn ra lượt trận thứ 4 vòng loại giải bóng đá U17 quốc gia 2020. Đội chủ nhà U17 Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón đối thủ được đánh giá yếu hơn khá nhiều là U17 Phú Yên. Ra sân với đội hình mạnh nhất, gồm nhiều hảo thủ như Đặng Thọ, Vĩnh Phát, Quốc Bảo hay Đức Việt, đội chủ nhà sớm làm chủ thế trận và liên tiếp uy hiếp khung thành của đội khách với những đường tấn công tốc độ. Thi đấu áp đảo hoàn toàn, U19 Phú Yên không ngạc nhiên khi U17 Hoàng Anh Gia Lai ghi liền 4 bàn thắng vào lưới đối thủ để kết thúc trận đấu với một chiến thắng đậm đà 4 sao. Những người lập công cho U17 Hoàng Anh Gia Lai ở trận đấu này là Đình Nguyên, Hữu Đăng và Đức Việt 2 bàn. Trong khi đó, U17 Phú Yên chủ yếu phòng ngự co cụm để tránh phải nhận trận thua đậm và không có nhiều đường lên bóng đáng chú ý về phía cầu môn của đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Đây cũng là chiến thắng thứ 3 của U17 Hoàng Anh Gia Lai ở vòng loại năm nay. Họ đang khẳng định sức mạnh tuyệt đối ở bảng C, nơi có sự góp mặt của Kon Tum, Bình Định, Khánh Hòa và Phú Yên. Chiều 20 tháng 7, U17 Hoàng Anh Gia Lai sẽ khép lại lượt đi vòng loại bằng cuộc chạm trán với U17 Kon Tum. Nếu giành chiến thắng ở trận này, đội bóng của huấn luyện viên Chu Ngọc Cảnh sẽ chính thức giành vé vào vòng chung kết mà không cần quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại. Còn nhớ cách đây ít tuần, chính lứa U17 Hoàng Anh Gia Lai hiện tại đã tham dự vòng chung kết U19 quốc gia 2020 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ngọc Cảnh và có màn thể hiện khá tốt trước các bậc đàn anh hơn tuổi. Bỏ qua tuyển Việt Nam, trợ lý tuyển UAE tuyên bố xanh dần về đội nhà ở vòng loại World Cup 2022. Mới đây, trợ lý tuyển UAE là ông Jerry Tasmaziro quả quyết rằng là đội tuyển UAE của ông sẽ tham dự vòng loại World Cup 2022, mặc cho trong tình thế hiện tại đội tuyển UAE của ông hiện đang đứng thứ 3 ở vòng loại thứ 2 bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á. Ông Jerry Tasmaziro đã nhận lời làm trợ lý cho huấn luyện viên Jorge Luis Pinto ở đội tuyển UAE với mục tiêu là lọt vào vòng chung kết World Cup 2022. Tasmaziro từng là học trò của huấn luyện viên Pinto khi nhà cầm quân người Colombia này tiếp quản câu lạc bộ Lima của Peru vào năm 1997. Ông cùng với các cầu thủ của mình đã thi đấu thành công và giành chức vô địch quốc nội. Sau đó, ông Tasmaziro sang Mỹ gia nhập câu lạc bộ Miami trước khi trở lại Peru vào năm 1999 và khoác áo các đội bóng Juan Uric, Deportivo và Deportivo Municipal. Đến năm 2001, ông Tasmaziro ra từ sự nghiệp cầu thủ và bắt đầu công tác huấn luyện. Trong 12 năm ở Mỹ, cựu cầu thủ gốc Nhật Bản này từng khoác áo U20, U23 Peru, đã giành chức vô địch ở một số giải cấp khu vực. Tôi cảm ơn thầy của mình, ông Jorge Pinto, người đã cho tôi cơ hội làm việc với ông trong đội kỹ thuật tuyển UAE và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để có thể giúp đội bóng này giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2022 ở Qatar, huấn luyện viên Tasmaziro chia sẻ. Như vậy là đội ngũ huấn luyện của tuyển UAE hiện tại bao gồm 4 trợ lý. Theo dự kiến, ông Pinto sẽ đến Dubai UAE vào ngày 19 tháng 7. Ông sẽ tập trung 36 cầu thủ để rà soát lực lượng, sau đó lên đường tập huấn ở Áo trong 3 tuần, từ ngày 1 tháng 8. Trước khi rút gọn danh sách xuống còn 24 hoặc 25 người, chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Jordan và Tajikistan trên sân nhà vào ngày 4 và ngày 8 tháng 9. Hai trò cưng gặp vấn đề, thầy Park thêm phần lo âu. Huấn luyện viên Park Hang-seo liên tiếp dự khán những trận đấu có sự góp mặt của hai tuyển thủ Việt Nam là Tiến Linh của Becamex Bình Dương và Phan Văn Đức của Sông Lam Nghệ An và cảm nhận được vì sao cả hai sa sút phong độ. Trong top 10 chân sút dẫn đầu, hiệu suất ghi bàn sau 10 vòng đấu V-League 2020 chỉ có Công Phượng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Phan Văn Long của Đà Nẵng so kè được với các cầu thủ ngoại khi có 4 bàn. Riêng Tiến Linh của Bình Dương và Văn Đức của Sông Lam Nghệ An, những chân sút chủ lực của tuyển Việt Nam mới chỉ có 2 bàn thắng. Điều mà giới mậu điệu lo lắng là Tiến Linh và Văn Đức sắm vai trụ cột ở Bình Dương cũng như Sông Lam Nghệ An, tức là số lần đá chính rất cao, hiệu suất ghi bàn lại thấp. Theo thống kê, bàn thắng gần đây nhất mà Tiến Linh ghi được ở vòng 5 trong trận thắng Quảng Nam 2-0. Trong khi bàn thắng thứ hai mà Văn Đức ghi được ở mùa này là ở vòng 3, lúc mà Sông Lam Nghệ An đánh bại Đà Nẵng 1-0. Nếu tính số trận, Phan Văn Đức đá 9 trận, một lần vào sân từ băng ghế dự bị, trong khi đó Tiến Linh đã chính toàn bộ 10 trận của Bình Dương. Thế nhưng cả hai thịt ngòi 5 vòng gần đây kéo theo kết quả đi xuống của câu lạc bộ. Sau trận thua Viettel 1-2, trợ lý Phan Như Thuật chia sẻ: "Những vòng gần đây, Hồ Tuấn Tài thi đấu nổi bật, ghi 3 bàn cho Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, Phan Văn Đức mới là nguồn nổ quan trọng nhất, nhưng cậu ấy luôn bị đối thủ nghiên cứu kỹ, khóa chặt mỗi khi ra sân. Trong tình cảnh nhiều trụ cột chấn thương, đội hình lại trẻ hóa, non kinh nghiệm, rất khó để cho Sông Lam Nghệ An gây bất ngờ cho đối thủ, một khi họ cắt cử người kèm sát Phan Văn Đức. So với Sông Lam Nghệ An, Becamex Bình Dương có nhiều sự lựa chọn về mặt lực lượng, cũng như đủ nhân tố giàu kinh nghiệm trận mạc hơn. Đó là lý do vẫn có thể chia lửa trên hàng công với Henrique Gustavo 5 bàn cho Bình Dương, hay thậm chí những hậu vệ như Hồ Tuấn Tài, Hồ Sĩ Giáp cũng đã có thể dâng cao hỗ trợ ghi bàn. Tuy nhiên, giới chuyên môn có lý do để lo ngại về phong độ quá thất thường của Tiến Linh trong thời gian gần đây. 5 trận liên tiếp, Tiến Linh thịt ngòi nhưng lại nổi bật trên sân với vai trò phản ứng tranh cãi nóng nảy vô ích với đối phương. Huấn luyện viên Park Hang-seo thường xuyên đến sân Bình Dương cũng như sân Vinh, theo dõi hai chân sút chủ lực Tiến Linh, Văn Đức thi đấu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chắc hẳn là nhận ra hai cậu học trò tài năng của mình đang gặp vấn đề rất khó khăn khi có dấu hiệu bị bắt bài về lối chơi. Vốn là những nhân tố chủ lực của tuyển Việt Nam, phong độ của Văn Đức và Tiến Linh là rất quan trọng và cần duy trì sự ổn định xuyên suốt trong giai đoạn tới, vì tháng 10, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ trở lại. Trong khi đó, tuyển Việt Nam cần giành 3 điểm trên sân Bukit Jalil của Malaysia để trắc xuất vào vòng loại quyết định tranh vé dự World Cup 2022 với các ông lớn của châu Á. Đến lúc chứng minh mình đặc biệt rồi, huấn luyện viên Lê Thụy Hải. Trưa ngày 17 tháng 7, trên trang Facebook cá nhân cựu tuyển thủ tuyển Việt Nam là Nguyễn Mạnh Dũng bất ngờ đăng tải hình ảnh của huấn luyện viên Lê Thụy Hải đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tiều tụy khó tin. Nhìn hình ảnh của cựu danh thủ đường sắt thì huấn luyện viên giàu thành tích và cá tính nhất Việt Nam trong hơn 20 năm qua vào lúc này thực sự khiến tất cả phải nhói lòng bùi ngùi. Bởi suốt 4 năm qua kể từ lúc biết tin và nhìn ông thầy người Hà Đông chiến đấu với căn bệnh ung thư tụy, không ai nghĩ một ngày sẽ nhìn thấy hình ảnh huấn luyện viên Lê Thụy Hải nằm trên giường bệnh mệt mỏi như thế, kỳ vẫn đầy lạc quan, vẫn nói chuyện về bóng đá như thời sung sức. Hơn 20 năm làm nghề, nếu để so sánh, dường như bóng đá Việt Nam không có ai qua được ông Hải Lơ, biệt danh của cựu danh thủ đường sắt về thành tích lẫn cả sự thú vị trong đó. 3 chức vô địch quốc gia với Bình Dương, hàng loạt thành tích với cả chục đội bóng khác nhau từ hạng nhất tới V-League, đủ để danh tiếng của chiến lược gia người Hà Đông vượt qua tất cả so với những người đồng nghiệp ở Việt Nam dù vào nghề khá muộn. Rồi cả việc ông Hải Lơ là một trong số rất ít, thậm chí hiếm hoi trong làng bóng đá Việt Nam, trải qua huấn luyện từ đào tạo trẻ, bóng đá nữ, bóng đá nam cho tới cấp độ đội tuyển, trợ lý U23 Việt Nam năm 2005 với vụ án bán độ nổi tiếng của Văn Quyến, Quốc Phượng, hay sau là chức vô địch Medica Cup với U22. Và cũng rất đặc biệt, ông Hải Lơ là người duy nhất dám phản biện một cách công bằng về bóng đá đội tuyển Việt Nam, kể cả sau đó nhận hàng tấn gạch đá từ dư luận và người hâm mộ. Xuất sắc về nghề chẳng ai phải bàn hay không thừa nhận, nhưng dấu ấn đậm nét về chiến lược gia 74 tuổi người Hà Đông là cá tính vô cùng mạnh mẽ để buộc người khác phải ví như Mourinho của bóng đá Việt Nam. Nói đúng hơn, tính cách của ông Hải Lơ khiến người ngoài vừa sợ vừa bực bội lại vừa thích thú. Chẳng hiếm lần khi đội nhà thất bại trên đường về trước những lời chỉ trích từ khán đài, huấn luyện viên Lê Thụy Hải đứng lại và đòi đánh nhau tay đôi với các cổ động viên hay thách thức xuống đây mà làm. Đối với báo chí, ông Hải Lơ cũng chẳng kiêng dè khi thẳng thắn mà bảo tôi không thích phóng viên, và đôi lúc trong những cuộc họp báo sau trận đấu sẵn sàng cãi tay đôi hoặc yêu cầu người phỏng vấn hỏi to, rõ hay buộc phải nghiêm túc khi đặt câu hỏi. Cũng chưa hết, đôi lúc ông Hải Lơ sẵn sàng nhường ghế huấn luyện viên cho các phóng viên hoặc tưng tửng trả lời câu hỏi nhận xét về trận đấu mà rằng: đấy các anh xem rồi, đội bạn hay hơn, họ ghi tới 3 bàn thắng, chúng tôi ghi có 1 bàn thì thua thôi chứ có gì đâu. Không chỉ với truyền thông, huấn luyện viên Lê Thị Hải còn có cả trăm câu chuyện trái khuấy khi làm việc ở câu lạc bộ. Mối quan hệ với cầu thủ, lãnh đạo đội bóng mà đôi khi trở thành giai thoại đủ để viết hẳn thành một cuốn sách. Nhưng bên cạnh tính cách có phần tương tự và khó chịu ấy, ai hiểu và gần huấn luyện viên Lê Thụy Hải lại thấy thích. Thích vì dù ngang như cua nhưng ông thầy người Hà Đông lại là người thương cầu thủ hơn tất thầy. Bóng đá Việt Nam có thời điểm cầu thủ mới được mua về luôn có lót tay chuyển nhượng và thường sẽ có quà cho huấn luyện viên trường, nhưng gặp ông Hải Lơ thì ngay lập tức bị đuổi ra khỏi phòng kèm theo lời đe nẹt: con cầm về xây nhà hãy giúp bố mẹ đi chứ bố không cần. Mà ông Hải Lơ đúng không cần thật. Một ông thầy nổi dám thẳng thắn đòi mức lương không dưới 100 triệu đồng một tháng chưa kể thưởng, vì đơn giản huấn luyện viên ngoại nhận được sao người Việt lại không thể khi thành tích chẳng kém. Vài chục năm sống và làm nghề, huấn luyện viên Lê Thụy Hải đã vượt qua cả trăm trận trên cương vị cầu thủ đến lúc cầm sa bàn. Để vì thế vào lúc này, những người yêu mến chiến lược gia tài năng, cá tính bậc nhất của bóng đá Việt Nam lại mong ông chiến thắng trận đấu cuối cùng mang tên số mệnh bệnh tật. Biết chẳng dễ, nhưng mình là người đặc biệt thì sẽ rất đặc biệt mà, phải không, ông Hải Lơ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh, sau đó quý vị và các bạn hãy nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trên kênh ĐIAM-TIN-BÓNG-ĐÁ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.